chị ạ? Minion hơi bị đẹp luôn. Đây là bạn Minion nha các bạn. Xin lỗi, chào xin lỗi nha. Đây là một bạn Minion. Đẹp quá, đẹp lắm. Đấy, bạn này rất là dễ thương nha mấy bạn. Mình lại bị trùng một cô công chúa màu xanh nước biển nữa rồi. Hơi bị đẹp. Minion hơi bị đẹp. Đây là một quả ban ban màu cam. Đúng không? Còn đây một bao xanh nước biển. Cái pha lạnh vàng. Pha lạnh trắng. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ quay về trứng sô cô la tiếp nha ba. Nha các bạn. Đây là phần thứ 3 của trong cái bộ series bóc trứng này rồi nha. Và đây chính là em cút thúi của chúng ta. Giới thiệu đi nào. Mình là Đoàn Thư. Và bây giờ bắt đầu chúng ta cùng nhau bóc trứng thôi nào. Bóc trứng này. Không biết trong này có gì đây. Mở ra cho em. Ok. Dạ ơi. Tại cái này nó khó gỡ quá. Kinh nghiệm của được Wow, mình có một em búp bê màu tím. Em vẫn chưa mở ra được đây. Gần cất cái này. Đây là vừa quay cho các bạn xem nè. Đây. Dạ vâng. À, bác bạn ơi, mở này nha, khó quá. Đây, đây, để ba mở cho. Còn gì đây? Wow, em trúng được cái con giống của chị hai ngày hôm qua em bóc được nè. Trúng được một công chúa dưới đại dương bạch tuộc nha các bạn. Công chúa dưới đại dương. Ủa chị hai cũng có, bây giờ chị hai cho em cái kia luôn nha. Ok. Giờ bây mình giờ sẽ bỏ rác qua một shop bên nha các bạn, con shop nhà nam bạn. À đúng rồi, con shop ở Úc Bắc và con shop. Con shop. Đây là đồ chơi gì đây? Xem thử coi nha. Nào mình sẽ bỏ đồ trứng kẹo sô-cô-la qua bên đây. À đây là chị hai ơi, đây là đồ chơi chị hai bóc trúng được nè. Mai thử dơ lên cho các bạn xem tới đâu là bao nhiêu nãy biết ngõ rồi. Ô các bạn ơi, mình đã không may trùng cô công chúa tím lè này nữa rồi. Sao mà yeah, bây giờ cái này là của em. Vậy thôi, cái này là của em. Hôm nay thì đưa tay lên sát rồi coi, đưa cho mấy bạn tới đâu là vừa. Dạ vâng. Hai cái công chúa côn luôn. Vậy là có một cái bị trùng đúng không? Dạ vâng, có một cô công chúa bị trùng. Giờ lên sát chút nữa. Rồi. Đó, đây là một cô công chúa đó nha các bạn. Mình đem mở ra được. Bóc hết rồi, lát là bao quay sau cũng được nha. Quay lần lại cho mấy bạn coi sau nha. Giờ cứ lộ đi nha. Dạ vâng. Cô chú quay. Bà làm gì vậy? Bà đi ra ngoài chút quá. Chơi rồi. Em quay giới thiệu cho mấy bạn xem với nha. Dạ. Các bạn ơi, lần này mình đã trúng được cô công chúa phiên bản số 2. Em cút bóc được một con ong nha. Đây là công chúa bạch tuộc phiên bản màu blue, là màu xanh nước biển đó các bạn ơi. Ê, cái này ướt làm sao luôn á. Cái này cô công chúa này có thể phát sáng trong bóng tối được đó nha các bạn. Để đi lắp này vô. Còn cái này thì đeo vô cái này luôn. Ok. Còn đây, cái này. Cô còn chú nha các bạn. Còn cái này phải ra rất là đấy. Đâu chị hai xem coi đúng không. Và em cút trúng được một con ong chú. Dễ thương chưa các bạn. Sẽ để cút con ong ở đây. Cơ mà. Hôm nay em trúng được cái gì đây? Không biết em trúng được cái gì. Trời, dụng luôn cái lỗ nè. Giới thiệu to rõ ràng cho mấy bạn xem. Ừ.
trúng được cái con giống dương này. Anh trúng được cái gì nè? Wow, cái này gì vậy? Dạ. Em Cúc đã trúng được một cô gái để mình gắn vô cho em Cúc. À, cô gái. Có sticker nữa. Em gắn vô cái này. Có sticker nữa đây chị Hai, đây đưa hình dáng này chị Hai dán cái này. Xin lỗi nha. Em gắn những cái phần này lại với nhau. Thành rồi. Cái này đúng đúng đúng. Nào sáng sao đưa cái lý cho chị Hai coi coi. Ý, lý đâu? Cái lý tùm lông. Em gọi chị hát chút mà em tự gắp không được. Đưa cho em. Đó là một cô công chúa. Đây cho mình sẽ quay cho các bạn nha. Nè. Ờ, kìa chị Hai. Này, đây là một cô công chúa. Em sẽ mở cái này. Tiếp theo mình sẽ để đế sang một bên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7 cái chị Hai ơi. Còn 7 cái chị Hai. Bóc nhanh vậy, cứ bóc nhanh quá cứ bời. Đem bóc ra luôn. Các bạn ơi, mình đã trúng được một bạn Minion rồi nha. Một bạn Minion. Nhà dạ. Khoa học, bác học. Trời ơi. Còn mình thì sẽ là trúng cái được cái gì đây. Không biết luôn đó mấy bạn ơi. Một võ sĩ karate. Wow, mình trúng được cái gì đây nè mấy bạn ơi, nhìn đây. Úi trời, úi trời, nhìn em trúng được cái gì này chị Hai. Trúng được cái gì rồi này chị Hai ơi. Chị Hai xem sắc hướng dẫn giúp em với. Chị Hai xem sắc hướng dẫn này chị Hai. Sắc hướng dẫn chị Hai ơi. Xem rất thức cảnh chút nữa gắp cho em luôn. Đây là sticker nè em xem. Bóc lẽ vậy. Mình đã bóc được bạn này rồi các bạn ơi. Yeah, một cái bạn Minion là... hơi bị đẹp luôn. Đây là bạn Minion nha các bạn. Xin lỗi cha, xin lỗi nha. Đây là một bạn Minion. Đẹp quá, đẹp là nó đẹp ha. Đúng rồi bà, con trúng được bạn Minion. Quá đẹp luôn. Bóc được cái gì sắp là một chỗ. Lát nữa là quay cho mấy bạn. Okay. Quay xem các bạn này. Đấy, bạn này rất là dễ thương nha mấy bạn. Mình lại bị trùng một cô công chúa màu xanh nước biển nữa rồi. Chắc bạn này chắc đẹp nhất nha, đẹp nhất quá. Ê mấy bạn ơi, mình trúng vô cái đồ chơi gì nè các bạn. Mình không biết được chơi, mình đang trúng cái gì bây giờ mình. Nói to rõ ràng lên cho mấy bạn nghe. Đây là con công chúa màu xanh tím. Cũng không biết dán đâu. Ê, đang dán nè, em biết dán mà. Dán sai rồi mà. Để cho mấy bạn thấy là kỹ nha. Để cầm ngang đây nè, cầm ngang đây. Rồi nữa rồi. Chị Hai bảo chị Hai dán vô cho không chịu đâu. Cứ dành dành còn dành. Còn cái này này mình sẽ tặng cho mấy bạn nha. Còn mấy này tặng cho mấy bạn. Không, quay bình chứ cái bóp bình thường. Lát là ba quay cạnh cạnh lại cho. Dạ. Quay sát lại không cần phải đưa lên đâu nha. Ây chà. Sao lại có cần quay nữa. Teo 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 teo. Cô cũng thả tim cho mấy bạn. Nói to rõ ràng lên nghe chưa? Dạ, ba đi ra ngoài làm gì nữa đâu. Ba nói phụ mẹ bắt ta.
nha các bạn. Còn cái này cha bóp đen tự gắp, cái này cũng được, em sẽ tự gắp nha, cha gắp hay cha bóp đẹp dữ rồi. Mình đã trúng được một bạn hải cẩu hơi bị đẹp luôn. What? Bạn hải cẩu nha. Hải cẩu đó chị hai cũng có rồi, đưa cho em nha. Còn hải cẩu, còn hải cẩu đó chị hai cũng có luôn, chưa cho chút nữa cho em. Cho em cái này, chị hai cũng có cái con đó luôn rồi nha chị hai. Wow, mình đã trúng được một cô gái cấp màu cam. Còn em thì hơi bị sàn đều luôn. Em cũng trúng được cái bấm này chị hai ơi. Em trúng được cái bấm này chị hai. Đây là gì không biết. Đem xem tắt những cái. Xem tắt Milo. À đi. Chị hai ơi, em trúng được cái băng nè. Ok, mình chị hai sẽ gán cái băng lại cho Cúc nha. Xem nữa nè. Chị ơi, chị hai, thôi chị hai bóc một rồi một cái nữa nè. Còn cái này là của em, còn cái này là của chị hai. À, chút nữa mình sẽ bóc xong thì mình sẽ giọng vô bất bạn nha. Được không bất bạn? À, ha ha. Lại bị trúng nữa rồi. Một cô công chúa màu xanh nha các bạn. Bằng chị không hai hiểu sao mà đi. Công chúa lại có rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Quá trời công chúa luôn. Còn cái này em sẽ tự ráp nha chị hai. Tự gáp mà có gáp được đâu. Còn cái này em sẽ tự gáp. Có cái nào mà dễ dễ em tự gáp được thì em gáp luôn đi, em tự gáp được mà. Coi cái này là dễ nhất con nha. Coi em có bị trùng không. Tèo tèo. Lại em lại bị trùng cái bánh mì anh của chị hai nè. Cái bánh mì anh màu xanh là của chị hai, còn cái bánh mì anh màu hồng này là của em. Ok. Tèo tèo. Trời ơi, mệt cái này ghê. Chút nữa chị hai gáp xào nha chị hai. Chút nữa chị hai gáp xào, chị hai gáp này đi dài. Trời ơi. Thôi cái này em xem tắt hướng dẫn là đồ chơi gì nữa. Còn có sắc Milo nè, đè sắc Milo. Đè Milo. Trời ơi. Các bạn ơi, mình đã có cái gì? Mình sẽ tổng hợp lại những món mình đã có trong đây nha các bạn. Và đây là những cô công chúa đã bị trùng. Mình đã bị trùng. Trời ơi, hơi bị nhiều công chúa. Tận 6 cô công chúa bị trùng luôn đó các bạn ơi. Đâu những cô công chúa nào trùng ra bà coi. Công chúa dưới đại dương nha các bạn. Đây là ê mấy bạn ơi. Chị em sinh đôi công chúa nha các bạn. Chị em sinh đôi, tận 6 cô công chúa sinh đôi luôn. Hiểu chưa các bạn ơi? Nhưng cô mình... phải ủng hộ chị hai nha. Đây là một cái cô công chúa bướm bướm nha các bạn. Còn đây là một chiếc công xe chúa bướm bướm. Xe hải cẩu này, giờ mình sẽ cho các bạn xem. Giờ mình còn chạy. Cái này con chơi đó. Cái này hải cẩu quay cái đài hải cẩu nó còn múa đây.
Đó, nó mú được nha các bạn. Còn đây, mình đã có được một bạn panda, gấu trúc panda. Một cái móc khóa. Đúng rồi, một cái móc khóa, đây là cái dây của nó. Đây là một bạn khỉ nữa. Này có hai mặt nha. Nếu mà các bạn kẹp cái này lên giấy, kẹp cái này lên giấy. Con ong nè. Con ong à, Hoàng Thư trúng con ong hả? Đúng rồi, đúng là một cũng giống như một cái móc khóa con ong đúng không? Dạ đúng rồi, nó là một cái lược. Còn cái này là bạn kẹp giấy lên ha, giấy trắng á, các bạn vẽ lên các bạn sẽ được thấy một cái hình con gấu này nè các bạn. Nè, đây là hai cái dây nha các bạn. Mấy trứng hình như 10 à. Và đặc biệt nhất chính là mấy trứng ha, gần 20 trứng. Và đặc biệt nhất chính là con à. Chính là Minion, bạn Minion mú vỏ nha các bạn. Dạ, dạ. Con Minion thôi. Còn đây là công chúa trùng quá trời luôn nè ha. Đó. Đây chính là một con quay nha các bạn. 1 2 3 4 5 6, 6 con lận á mà. Đây là 6 cô công chúa luôn. Đây là con quay cô gái lướt sóng. Con quay cô gái lướt sóng nha các bạn. Cô gái lướt sóng của mình á. Cô gái lướt sóng của em Cúc. Một trái banh. Bên Cúc có gì nữa? Có nhiều trái banh mà rất là. Còn cái này mình trúng được nè. Đó là con gì? Hình như con sóc phải không? Con sóc, còn đây là cái cây. Cái hộp cây á, một con cáo. Một cáo. Cô gái tóc vàng. Còn cái kia. Và một chiếc banh màu đỏ nữa các bạn cô ơi. Cô bé xong nước đâu rồi? Đây. Giờ mình sẽ ghép chiếc banh màu đỏ này lại cho các bạn coi. Thêm một trái banh màu đỏ hả? Còn đây là trái banh blue là trái banh màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển nè. Màu xanh nước biển của chị hai, còn cái xanh màu hồng này của con. Hay chưa? Hay rồi đấy. Trời, hơi tiểu đường. Mình mấy anh bông bên còn hơi tiểu đường. Còn kẹo sô cô la. Bên này là rác không? Sô cô la quá trời luôn nha mấy bạn. Đúng không? Cái này ăn soda mệt nghỉ luôn. 15, 16, gần 20 trứng á. Con ăn sô-cô-la cái. Con ăn sô-cô-la hả? Rồi con thử bóc sô-cô-la ăn thử cho mấy bạn coi có ngon không? Hãy giữ lại như mấy cái muỗng này nha. Để xúc nè, xúc sô-cô-la nè. Nào coi, để ba con quay cái sô-cô-la coi nè. Sô-cô-la nè bố cả. Rồi, ăn miếng ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon nói cho mấy bạn nghe ngon không nào? Ngon. Ngọt không? Ngọt. Ngọt hả? Trời ơi, gì nè, Hoàng Thư ăn ngon mấy bạn. Sô-cô-la. Ăn ngon quá trời ngon luôn. Vừa có đồ chơi mà vừa có sô-cô-la nè. Trời ơi, đồ chơi quá trời mới bị trùng mấy bạn ơi. Hôm nay mua nói chung nó trùng hơi bị nhiều. Dạ, mình thấy con này là đẹp nhất. Hình Minion hơi bị đẹp. Minion hơi bị đẹp. Đây là một quả banh banh màu cam. Đúng không? Còn đây là bao xanh nước biển. Cái pha lạnh vàng. Pha lạnh trắng. Nói chung cũng đẹp á. Rồi video của hai Hoàng Văn và Hoàng Thư tới đây kết thúc nha. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. Rồi Hoàng Thư đang ăn mà không chào tạm biệt luôn kìa. Hoàng Thư ăn sô-cô-la nhiều quá mà. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye. Các bạn xem nhớ like và subscribe. Rồi nhấn chuông cho tụi mình nha. Rồi bye bye các bạn. Hoàng Thư ăn sô-cô-la nhiều quá đi.